Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay là mình sáng nay là ngày 2 ngày 1 tháng 5 nha. Mình một tay mình sẽ cho các bạn. Đây là khúc của mình làm sẵn rồi nha. Chỗ nào vui cứ mời luôn. Đi vô, đi vô. Rớt vô nè. Chưa biết bắt mồi ăn luôn, nhức quá mà. Ruột cái bác này, cái ruột lấy ruột dục. Nuốt luôn đi. Ông ăn nữa một cơ vô tôi lại không nhìn. Chưa? Cứ đâu đây? Cứ làm sao ăn? Bà Hưng này là nuôi từ nhỏ nha bác, nuôi từ bông gòn lên đó nha. Đó.
bữa nay được 3 tháng mấy rồi đó. Chưa tập cho nó qua tay được, tại vì nó còn nhỏ quá, nó bay yếu cánh. Mình có dây nè, nhưng mà mình đâu có cột đâu nè, xích cho nó quen thôi chứ đâu có cột đâu nè. Hai dây nè, xích cho nó quen rồi. Xong rồi bây giờ mình lấy nước vệ sinh nữa. Dơ nè, dơ quá, đi ăn dơ là máu rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác clip sau nha. Các bác có nhu cầu mua em nói thì alo cho mình qua số điện thoại 0916 77 3554 hoặc 0918 77 3554 nha các bác. Để có giá tốt nhất này, em đây. Này em đó, quá đẹp không? 3 tháng mấy ngày thôi nha các bác nha, 3 tháng 1 ngày đó, chính xác là không nhớ được nhưng mà 3 tháng mấy đó. Nuôi từ bông gòn lên nha các bác nha. Rồi chân em không lỗi nào xin theo chưa phép các bác như clip nha.